Tôm ra học cho xong đi Tôm ơi. Châu chi của nghe tay ông mày ơi, bác Phương chưa về mà, bác Phương chưa về mà, ý là bác Phương chưa về mà ông đừng có khóa cửa. Cái châu chi của bé bay cứ tâu tâu đi thì nghe này mẹ. Để con kiểm tra cái. Cái gì á? Con lạ tốt nghiệp.
Ai tiền? Ai chua? Nhận được rồi mẹ ơi. Nhận được rồi. Vâng. Xin chào bà nội. Chào bà kìa. Chào bà đi. Xin chào bà. Chào con. Chúc bà nội ngủ mơ. Bà nội đang đi làm. Vừa điện thoại và audio và tivi. Hình như mấy năm nay em còn chả có tivi bữa chứ. Tivi nhiều lâu đã bật rồi. Nè, thì mình như có điện thoại đâu mà. Em tao mà có đi khu. Này. Tâm, anh ơi. Anh ơi. Em lại đang lên cái bữa ăn. Nhìn con này. Chào bà đi. Tôm. Chào bà kìa, cho bà làm việc. Con chào bà nội. Bà nội chắc ngủ rồi mà cái. Bà nội chăm bà. Bà nội chăm bà ốm à? Không ốm, nhưng mà chăm bà có tuổi. Cũng bằng bà nhà chạy á. Nhưng mà đang còn khỏe hơn. Ý là bằng tuổi bà nhà chạy á. Không. Người ta ở thành phố nên người ta khỏe hơn á. Từ đây nào. Người ta vẫn đi lại bình thường. Mình đưa họ đi dạo ấy. Đi dạo đi thể dục. Nè ra mẹ. Ở phương về à? Mình đi bác ngủ đây với người cô nha. Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa nó rồi. Được không? Cảm ơn mọi người đã đăng chân với nhau và đánh mình. Bye bye. Con đồ với cà chua. Mình đi bác ngủ với cà chua nha. Vâng. Vâng. Mình đi bác ngủ với cà chua nha. Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa này. Phải như mọi người đã đón xem cái channel của mình.